Chiều nay tại huyện Yên Mỹ, Ban Dân vận tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận mặt trận quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Trong quý 1, hệ thống dân vận mặt trận trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân gương mẫu chấp hành bàn giao đất, tham gia giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện tốt công tác phối hợp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường bám sát cơ sở, nắm tình hình tư tưởng nguyện vọng của nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện tập trung đông người. Quý 2, hệ thống dân vận mặt trận các cấp trong tỉnh tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm, tiếp tục triển khai xây dựng mô hình chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, triển khai việc lấy ý kiến của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình đường điện thắp sáng làng quê tại các địa phương, đơn vị. Đồng chí Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, hệ thống dân vận mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh tại cơ sở, nhất là những địa phương triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, tích cực vận động tuyên truyền nhân dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Kiện toàn ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở, nhân rộng mô hình dân vận khéo tại các địa phương, đồng thời tăng cường công tác giám sát phản biện xã hội, phát huy vai trò của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng, tăng cường giám sát việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của các xã phường thị trấn.